Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series Mẹ bầu và mẹ sau sinh ăn gì để khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là nếu mà mình sinh mổ thì mình cần phải để ý như thế nào đến chế độ dinh dưỡng. Trong clip mà nói về chế độ ăn chung, tức là mẹ nên kiêng gì và nên ăn gì, thì Anna đã nói rất là chi tiết rồi. Đối với cái mẹ sinh mổ và mẹ sinh thường thì cái chế độ dinh dưỡng nó chỉ khác nhau một chút trong vòng từ 1 đến 2 tháng đầu. Trong cái lúc mà mình vừa mới, cái vết mổ của mình nó còn chưa liền ra, thì mẹ cần phải chú ý thêm một số đặc điểm như sau nhé. Đối với mẹ sinh mổ thì khi mà ở trong bệnh viện á, mình chưa xì hơi được á, thì bác sĩ sẽ không cho mình ăn gì cả, thì bạn hoàn toàn tuân thủ theo cái yêu cầu của bác sĩ. Sau đó rồi lúc còn ở trong bệnh viện á, mẹ sẽ ăn nhẹ thôi, mẹ sẽ ăn lỏng, ăn cháo hoặc là ăn các cái món chay, là những cái món mà nó sẽ rất là dễ tiêu hóa, ăn từng bữa nhỏ. Khi mẹ đã có thể đi lại được và mẹ vẫn ở trong bệnh viện, tức là khoảng trong từng chừng một tuần đầu, 5 đến 7 ngày, thì mẹ sẽ chia nhỏ bữa ăn ra. Và nếu mẹ có ăn những món mặn thì mẹ chỉ ăn những món như là cơm với cả canh, các cái loại canh này, mình nấu canh rau ngót này, hoặc là một số những cái loại canh mà ông bà hoặc là mẹ mình hay nấu, là canh nấu với củ ấy, và thịt heo nạc thôi. Và thịt heo nạc để cho dễ, mình sẽ xay ra cho đơn giản hoặc là thái rất là mỏng để cho mẹ không phải nhai nhiều, khi mà cái răng và cái níu của mình mới sinh xong nó cũng có bị yếu hơn so với cả bình thường. Mẹ cũng vẫn phải bổ sung nước đầy đủ trong cái giai đoạn này, và mẹ nhớ là phải uống nước ấm và nước nóng hoàn toàn. Mẹ cũng chia nhỏ những cái phần nước mình uống ra, và mẹ sẽ uống những cái nước mà có tính kiềm hoặc là những cái nước tương tự như vậy, thì mẹ có thể theo dõi chi tiết và xem lại cái phần thông tin chi tiết Anna đã nói ở trong cái video clip, là mẹ cần ăn gì và mẹ cần kiêng gì. Về phần nước uống thì nó giống nhau thôi. Và một cái điều đặc biệt là khi mà mẹ sinh bé xong thì mẹ sẽ có một cái cảm giác là cơ thể của mình vừa đau này, vừa mệt này, mà lại còn bị háo nước nữa. Và đôi khi nước lọc nó không đủ để bù lại cho mình, thì lúc này mẹ có thể chọn ăn những cái loại trái cây mà có vị ngọt và lành, như là hồng xiêm này, rồi quả na này, rồi các loại quả như là nho ngọt này, những loại cam mà nó ngọt này, một số những cái loại trái như là cherry này, việt quất, nói chung tất cả những trái gì mà ngọt mà lành như thế thì mẹ đều có thể ăn được nhá. Đối với khi mà mẹ đã về nhà, tức là tuần thứ 2 sau khi mà mẹ sinh mổ, thì bây giờ mặc dù là mẹ sẽ không còn đau như cái tuần đầu, và bởi vì không có bác sĩ cũng như là điều dưỡng ở bên cạnh mình, cho nên là cái bữa ăn của mình nó lại quay trở lại với cả cái bữa ăn ngày thường. Mẹ vẫn cần phải lưu ý là bởi vì mẹ sinh mổ cho nên là mẹ sẽ phải tránh những cái thực phẩm mà có thể gây ảnh hưởng đến cái vết mổ, gây mưng mủ hoặc gây loang vết mổ, như là đồ nếp này, như là trứng gà, trứng vịt gì đều không được hết. Mẹ cũng sẽ không ăn những cái loại mà nó có thể làm thâm hoặc làm ngứa cái vết mổ của mình, như là tôm hoặc là thịt bò nhé. Vậy là mọi người sẽ nói là ô, vậy thì chỉ ăn được mỗi thịt lợn thôi sao? Thực ra mà nói thì cái khoảng 1 tháng sau sinh mổ thì những cái loại thực phẩm mẹ ăn nó sẽ chưa đa dạng lắm. Đấy là bởi vì mẹ là người muốn giữ gìn thôi. Mẹ cũng có thể chọn thay là những cái loại nấm, rồi mẹ có thể ăn bằng các cái loại đậu hoặc là những cái loại hạt để mà thêm vào. Chế độ ăn chay cũng rất là phù hợp cho giai đoạn này. Thực ra ăn chay á, nếu như bạn ở miền Bắc thì sẽ cảm thấy rằng là ăn chay là một cái bữa ăn gì đó và nó thiếu thốn các chất. Nhưng mà ở khu vực miền Nam, ở Sài Gòn chẳng hạn, thì ăn chay là một cái phong trào rất là phổ biến. Và Anna thì cũng là một trong những người mà rất là thích những cái món chay ở đây. Những cái món chay họ nấu vừa không có nhiều dầu mỡ mà lại đến từ những cái loại mà thực vật, ví dụ như những cái như là cà tím hay là nấm. Khi mà biết chế biến lên thì nó cũng sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng và nó rất là tốt cho cơ thể, nó dễ tiêu và nó không ảnh hưởng đến cái gì đến cái vết mổ của mình, cái vết thương của mình cả. Nó rất là lành tính. Đồng thời á, trong cái giai đoạn này thì mẹ cũng nhớ rằng là mẹ vẫn nên phải chia nhỏ những cái bữa ăn ra. Và cái nguyên tắc mà mẹ ăn nhiều thực vật hơn này, rồi mẹ bỏ tất cả những cái bữa cái món ăn mà có đồ chiên xào nấu, cũng là một trong những nguyên tắc mà mẹ phải giữ trong cái giai đoạn này. Còn một điều mà mẹ sinh mổ cần lưu ý, đó là ngay sau khi mà mình sinh mổ hoặc thậm chí là mình sinh thường, cái này mẹ cũng có thể áp dụng. Nếu mà mẹ ở khu vực phía Nam thì mẹ rất là hay ăn những cái món như là
hủ tíu này, rồi những cái món trộn, rồi những cái món nước lèo mà ninh bằng nhiều những cái loại đến từ những nguồn gốc động vật khác nhau thì mẹ hoàn toàn không nên ăn sau khi sinh. Thực ra một trong những cái nguyên tắc ăn uống để cho mình khỏe mạnh là mình ăn đơn giản. Đơn giản ở đây không có nghĩa là đạm bạc, mà đơn giản ở đây tức là ăn thịt lợn thì ăn thịt lợn thôi, ăn thịt bò thì ăn thịt bò thôi, mình ăn cá thì ăn cá thôi, chứ không phải là mình nấu tôm này cùng với thịt lợn này, rồi lại cùng với cả tôm khô này, rồi cùng với cả một số những cái loại khác cho hết vào ninh cho nó ngọt nước, thì đấy là cái món mà mẹ không nên ăn. Mẹ nên ăn những cái món mà khô, tức là cơm, và ăn canh tách rời ra. Canh mình ăn á, thì mình sẽ ăn rau trong canh nhiều hơn là uống nước canh. Còn lúc mà mẹ không ăn thì mẹ sẽ uống, tức là lúc mình không ăn mình có thể uống nước lọc, mình có thể uống nước ép trái cây, mình có thể ăn sinh tố. Cái điều này thì nó có cái tác dụng gì ạ? Đầu tiên nó sẽ không làm cho cơ thể của mẹ bị nạp quá nhiều vào trong cùng một lúc, và nó cũng sẽ giúp cho mẹ là có cái vòng bụng nhỏ hơn, bởi vì mẹ sinh xong rồi mẹ sẽ muốn là làm sao đó để cho cái vòng bụng của mình nó sẽ sớm co lại như là cái thời mà mình trước khi mình mang bầu. Đây cũng là một trong những cái yếu tố đó. Nữa là mẹ ăn khô thì nó sẽ chắc hơn, còn khi mà mình ăn loãng thì tức là nó trộn hết cả vào bên trong quá nhiều nước trong một bữa ăn, nó sẽ làm cho hạn chế cái việc tiêu hóa thức ăn. Mà mẹ sau sinh, đặc biệt là ngay 1 đến 2 tuần sau sinh như thế này thì nó rất là khó tiêu hóa, do là khi mà mình mổ thì cái động tác đó nó đã tác động vào cái hệ tiêu hóa của mình. Mẹ cũng nhớ là mình sẽ ăn thêm những cái loại rau gia vị. Những loại rau gia vị như là thì là này, hành này, tỏi này, rồi những cái loại như là rau húng này, thì nó sẽ giúp cho mẹ giữ ấm bên trong cơ thể của mình hơn. Riêng á, gừng thì mình có thể cho vào một số những cái món ăn, như là món ăn với cả cái thịt gà mẹ phải bỏ ra nhá. Nếu mẹ ăn thịt gà thì mẹ phải thêm gừng á, để cho nó cân bằng lại âm dương và nó giữ được cái khí ấm cho cơ thể của mình. Còn nghệ thì mẹ hoàn toàn có thể ăn được rồi đấy. Nghệ thì bạn cũng biết là ông bà mình ngày xưa là rất hay cho nghệ vào, có thể kho cùng với cả thịt lợn để mà giúp cho mẹ ăn, giúp cho mẹ vừa làm liền những cái vết thương ở bên trong, những cái tổn thương trong quá trình sinh nở, và vừa bên ngoài vừa đẹp da. Thì khi mà mẹ hết sản dịch thì mẹ đã có thể ăn được rồi. Tại sao mẹ phải hết sản dịch ăn? Bởi vì nghệ nó có cái tính là hoạt huyết, cho nên khi mà mẹ đang còn cần để mà đông máu để giúp cho cầm một số những cái máu để ở trong cơ thể lại, thì khi mà mình ăn nghệ, nhất là khi mình đang chảy máu ấy, thì có thể nó làm kéo dài cái thời gian mà sản dịch của mình ra. Khi mình hết sản dịch rồi thì mình sẽ ăn nghệ, mình ăn nghệ một đợt kéo dài khoảng tầm 15 cho đến 20 ngày cũng rất là tốt, để giúp cho cơ thể của mình có thể vừa được giữ ấm này, vừa có cái tính kháng khuẩn tự nhiên này, mà lại vừa được bổ sung những cái hợp chất mà giúp làm lành những cái tổn thương rất là tốt của nghệ. Mẹ nhớ rằng là khi mà mình sinh xong như thế này, mình đã có thể ăn rất là nhiều những cái loại rau củ và trái cây rồi. Mẹ có thể tự chuẩn bị trước, tại vì thường thế hệ ông bà của mình là thường hay là ít cho ăn những cái đồ mà tạm gọi là lạnh, mà thường là hay cho ăn những cái đồ nóng. Thực ra cái lúc mà bữa chính thì mình sẽ ăn những cái bữa cơm nóng như vậy, còn trong những cái bữa phụ mình hoàn toàn có thể lựa chọn những loại rau củ và trái cây để mình ăn. Thậm chí là mẹ có thể ăn rất là nhiều những cái loại rau như là xà lách xoong, mẹ không được ăn rau muống, đương nhiên rồi, bởi vì mẹ là người sinh mổ, nhưng mà mẹ thay bằng rau muống mẹ có thể ăn rau ngót. Thực ra mình sẽ có thể luân phiên thêm những cái loại canh đến từ những cái loại củ nữa, cho nên là mẹ cũng yên tâm là nó cũng không đến nỗi là quá khắt khe trong cái giai đoạn này. Nhưng mình vẫn nên bỏ qua một số những cái loại mà nó có tác động không tốt đến với cái cơ thể của mình trong cái giai đoạn mà ngay sau khi mình sinh em bé như thế này. Đến khi mà mẹ đã có thể liền được cái vết thương, tùy theo là 1 tháng đến 2 tháng, thì gần như là mọi cái chế độ sinh hoạt và ăn uống của mẹ sẽ quay trở về với chế độ mà kiêng hay không kiêng của những cái mẹ sau sinh bình thường khác. Mẹ có thể tham khảo thêm cái video clip đó để xem được chi tiết hơn tất cả những cái thực phẩm cần và tránh mà Anna đã có đề cập đến. Xin chúc mẹ có một cái giai đoạn sau sinh vừa nghỉ dưỡng mà vừa chăm sóc em bé và chăm sóc cơ thể mình thật là vui và nhiều ý nghĩa. Xin chúc cho em bé hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh và thông minh. Nếu như bạn thích video này, xin hãy giúp Anna share thông tin này, hãy bấm like, hãy rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo để Anna có thêm động lực nhanh chóng ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn mẹ đã
thường xuyên ủng hộ kênh YouTube của Yogo và Anna trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.